Nam sinh nguy kịch do cơn bão Saitokin đồng nhiễm sốt xuất huyết. Nam sinh 15 tuổi trải qua hơn nửa tháng rơi vào nguy kịch khi nhiễm cùng lúc sốt xuất huyết, nhiễm trùng nặng, lẫn biến chứng hậu Covid-19. Ngày 16 tháng 6, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, bệnh viện đang điều trị tích cực cho bệnh nhân tên H 15 tuổi quê tại Đồng Tháp. Đây là trường hợp nhiễm siêu vi, nhiễm trùng rất nặng. Theo lời kể của gia đình, 2 ngày trước khi nhập viện, bé H sốt cao liên tục, nổi mề đay. Tình trạng của bé trở nặng nhanh nên được chuyển thẳng đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ khoa nhiễm xác định bé từng điều trị Covid-19 tại đơn vị này vào tháng 12 năm 2021. Bé H có chỉ số cơ thể bình thường, không mắc bệnh lý nền. Bác sĩ Vũ kể lại bé vẫn tiếp tục chuyển nặng, được truyền dịch điện giải theo phác đồ sốt xuất huyết, có dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên em nhanh chóng lơ mơ, ngủ gà, sốt cao khó hạ, mạch luôn nhanh. Sau 4 ngày điều trị tại khoa nhiễm, bé H được chuyển đến khoa hồi sức tích cực chống độc do tình trạng nguy kịch. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Vũ Phương Thi, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, nhanh chóng ổn định hô hấp, huyết động cho bệnh nhi, sau đó tiến hành lọc máu liên tục, lọc máu hấp thụ để loại bỏ cơn bão cytokine đang tiến triển dồn dập. Thao tác lọc máu giúp bệnh nhi giảm phản ứng viêm, hỗ trợ chức năng các cơ quan. Song song lọc máu, bé được điều trị nhiễm trùng tích cực, dinh dưỡng đường tĩnh mạch, huyết thanh miễn dịch phù hợp để giải quyết tình trạng đồng nhiễm nhiều tác nhân, sốt siêu vi, vi trùng và phản ứng viêm gan liên quan đến SARS-CoV-2. Bác sĩ Thi nhận định, chính ba tác nhân gây đồng nhiễm này đã tạo nên phản ứng viêm rất mạnh, gây ra cơn bão cytokine, tấn công mạnh và gây tổn thương nhiều cơ quan, suy gan, thận, não, rối loạn đông máu nặng nề. Sau hơn 15 ngày được hồi sức tích cực, bệnh nhi tiến triển ngày một ổn định, nét mặt tươi tắn và phục hồi các chức năng sống. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.